nay cuối tuần gặp mời tất cả anh em mình đi tham quan nhà thuốc nam từ thiện nha. Ừ, bà ơi, bà cho con hỏi, bà làm thuốc vậy hàng tháng có phải trả lương bà không? Dạ không, không có, tất cả chị em đây ai cũng vậy hay sao? Dạ tất cả đây em làm từ thiện hết. Dạ cô ở Vĩnh Long lận hả? Dạ dạ. Con thì quê con ở Bình Đại Bến Tre, con nghe nhà thuốc nam từ thiện này lớn lắm, con đi đến đây tham quan nhé. Dạ dạ dạ. Dạ hả, dạ hả. Cảm ơn cô nha. Bữa nay là khoảng ngàn mấy 2000 đó. Dạ hả? Ông cho con cái địa chỉ này không? Cái địa chỉ ở đây gọi là địa chỉ chỗ gọi là chỗ gì không? Bình Thủy. Ấp Bình Thủy. Dạ. Xã Bình Mỹ hả? Dạ hả? Vô giám đốc ha. Tôi vô giám đốc. Dạ dạ dạ. Con không có nhà thuốc nam, quê con ở Bình Đại Bến Tre, nhưng mà con nghe cái danh tiếng cái nhà thuốc nam này lớn lắm rồi, con để đến con tham quan cho biết. Dạ. Dạ. Cái nào bỏ gáo thôi Long mà lên đây làm công quả là quá tốt rồi. Cầu chúc mấy chị nhiều sức khỏe để mang công quả vậy nha. Dạ dạ. Chị cái này là trên trển thầy cho to mình xuống đây mình bóc ra hay sao ngon? Ở đây bóc rồi cái đem lại đắng cái người ta bỏ thêm vị gì. À người ta bỏ thêm vị gì nữa hả? Vì mình bóc qua một thứ vô đây thôi. Thứ vô rồi cái dạ. Người ta mới khâu lại cái lại. Dạ dạ dạ. Cô ở gần đây không? Ở dưới Bình Minh á. Bình Minh là Vĩnh Long hả? Dạ. Dạ trời ơi, Bình Minh Vĩnh Long mà đến huyện Châu Phú, An Giang này đi làm từ thiện vậy. Dạ dạ thôi vậy là quá tốt rồi. Làm rồi cái mình ra mình thỉnh thuốc chịu. Dạ 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 hả. Chúc chị nhiều sức khỏe nha. Dạ. Trời ơi trời, không lúc nào quấn quẩn lên đây làm từ thiện vậy là quá tốt rồi. Lâu năm nhất chị làm đây hả? Dạ. Chị cho em cái địa chỉ này chứ. Cái địa chỉ này ở đây ấp xã gì huyện gì chị? Ở đây là huyện Tân Phú. Huyện Tân Phú. Dạ. Huyện Châu Phú hay huyện Tân Phú? Huyện Tân Phú. Huyện Tân Phú, xã gì vậy? Đây xã. Đây xã Bình Mỹ. Xã Bình Mỹ. Dạ. Dạ, dạ cảm ơn chị nha. Dạ. Để nhiều khi em quay lên đây để nhiều người nào mà có bệnh đau gì họ đến đây. Phòng thuốc này là của ông Tư Ngoan. Thuốc phòng thuốc của Tư Ngoan. Ông thầy à. Tư Ngoan. Thuộc tỉnh An Giang. Tỉnh An Giang. Dạ dạ dạ. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ dạ. Dạ dạ. Cái gì? Nhưng mà đây ai cũng cô cho con hỏi nếu như mấy cái người ở tỉnh xa quá họ lên xuống đây họ có hốt được nhiều không con? Ví dụ như ở xa mà mút ra đâu ví dụ như xa thì ổng cho được 60 thang. 60 thang là uống được bao nhiêu ngày con? 60 thang thì uống hai tháng. Hai tháng và dạ, vậy. Tháng, hai tháng. Vậy ở vậy. Dạ vậy là mấy người ở xa cũng được khỏe ha. Anh bình thường thì không dạ, cho dạ. Nhiều. Cô còn con thấy cái nhà cơm như này ăn đông quá là phải có đóng tiền không con? Dạ không. Cơm cũng từ thiện. Thì tùy cái lòng hảo tâm của anh. Dạ dạ. Ví dụ dạ. Anh mua đường bột ngọt dầu ăn anh phụ vô. Dạ dạ. Nấu ta đãi. Chứ không có thùng từ thiện mà không có để tiền. Dạ. Có nghĩa là không tiền. Dạ, dạ. Anh nói xuống à? Không, em ở huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre. À. Hiếu Kỳ nghe phòng thuốc nam này làm từ thiện lớn quá thành ra em muốn xuống tham quan cho biết. Xã nào? Em ở xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre. À. Dạ, dạ, dạ. Xe lên đông. Không, em đi bằng xe máy không à? Em đi tất cả đi xe máy. Không à, cùng với tôi. Em đi mình không à? Anh ở huyện Châu Thành Bến Tre. À, tôi ở trên Phú Túc. Vậy từ Phú Túc xuống em nó còn tới 60 cây nữa. Dạ dạ, anh qua thị trấn Bình Đại rồi. Dạ dạ, em tới thị trấn huyện Bình Đại. Vậy là anh không có đi hút thuốc, anh không hút, đi tham quan thôi. Dạ dạ dạ. Bà con hút thuốc nhớ thẳng phía sau này ăn cơm nha, cơm miễn phí, từ thiện không phải đóng tiền, cơm nước có đầy đủ. Chị đãi cơm từ thiện là có bún nữa hả chị? Dạ. Trời đủ món hết trơn ha.
trời ơi trời, mấy chị nuôi trong đây ai cũng ú hết, không có đói được. Thôi cầu chúc chị nhiều sức khỏe nha. Em quê Bình Đại Bến Tre lận, nghe danh tiếng ở đây đi nay đi tham quan thôi chứ không phải hút thuốc men gì. Chú có đi tham quan nha. À, tham quan thôi, đi mình xuống đây tham quan thôi. Chúc chị nhiều sức khỏe, phụng sự nha. Nhiều sức khỏe mới làm công đức được. Nguyễn Thị Lan 38 tuổi tạp dân. Ra đã đứng nãy giờ ấy rồi nói tới tôi gọi.